Bắc Giang không lên Bắc Ninh hả bác? Chiều. Chiều lên. Có sới chưa? Hay là mình chỉ đỗ thôi? Đẹp đấy. Trên đấy anh em cùng nhau đây. Đây này có cây mộc hay quá nhỉ? Cây mộc này là bao tiền đấy bác? Hai chục rưỡi. Hai chục rưỡi. Cao khoảng 2 mét. Trên 2 mét. Trên 2 mét. Đấy. Đang có hoa đây. Đang có hoa. Sim. Sim là bao tiền? 500.000. Đấy, 500.000 cái sim. Sim tím mộng mơ đây. Bonsai hạt rẻ này. Cây này mà đang đau bụng làm một cái mặt này là tịt luôn. Đắng. Đi ngoài thứ là tịt luôn. Vừa chơi vừa ăn được vừa là thuốc. Cái cây thuốc. Hoa đẹp. Hoa đẹp. Quá đẹp luôn. Hoa có quả. Mà lá nó cũng nhỏ, không có to đâu. Lá nhỏ. Thân tím, hoa thì đẹp. Hoa tím. Hoa rất đẹp. Có hoa thì còn cho quả, ăn được, làm thuốc, ngâm rượu, các thể loại, nhất luôn. Đa. Đa lông này bao nhiêu rồi bác nhỉ? Cái đấy 250. Đấy, quá yêu luôn nhỉ. 200. Đấy. Cái chậu này đã mất khoảng nửa tiền rồi. mấy chục cái chậu ấy, 50 cái chậu ấy. Đấy. Đa đây. Đa lông này. Đa để bàn. Đấy, cái này thì cũng thế, đúng không? Cái này chắc rẻ hơn tí. 100. Cứ tối. Đấy, sinh viên. Đa tiền tiết rồi thôi. Đấy, như mình là rất hợp. Rất hợp. Vì là mình không có kinh tế, thứ hai là mình cũng không biết chơi. Phải sinh viên. Thế này người ta làm cho đẹp lắm rồi. Trời này sướng lắm rồi. Đấy, sinh viên. Chùm. Cái chùm này bao nhiêu nhỉ bác nhỉ? 1,5 triệu. Đấy này. Chùm cả chậu, cả chùm, cả cây 1,5 triệu. Cổ có sợ là đồ cổ không? Cổ đấy, cổ đấy, chả biết có cổ không lâu đấy. Cũng phải thời các cụ rồi. Hay quá. Bác cả này đọc lại cái số các nhỉ? 0988 207 376. Đấy. Nhà viên đến từ Bắc Giang. Bắc Giang. Lên đây rất sớm. Cây rất rẻ rồi. Chắc không có độ đẹp xấu thì không biết, nhưng mà bây giờ đố ông nào rẻ nhá, rẻ hơn ở đây. Đẹp xấu là tùy mắt mỗi người, tùy lối chơi, tùy cái gu thẩm mỹ với tùy mong muốn sở hữu. Đấy, ví dụ cây dưới đây thì bao tiền? 1 triệu đồng. Đấy, cắt là dày lắm, cắt là dày. Ổi ổi. Gốc ổi đấy là 500. 500.000. Vâng, 500.000. Đẹp. 500.000 lần thứ nhất. Lại móc ra. Đông thế, đông người hóng thế. Nay là khát cây lắm ấy, nay không có cây đâu. Anh em đi triển lãm hết rồi. Ninh Sam. À đây cây cổ này thì bao nhiêu ạ? Cây xanh quê đấy hả? Vâng. Đây đấy 2,5 triệu. Đấy, 2,5 triệu. Quá ghê gớm. Các cụ chơi cái này thì chơi cái gì? Các cụ mê cái dáng này lắm. Nhà rất đẹp. Mà nhà có các cụ chăm mới thích. Các cụ rất thích cái dáng này. Dáng cổ, dáng và lại sum xuê đầy đủ rồi. Đấy. Đây gốc mộc này. Gốc mộc này về các banh của nó. Vâng. 30, gần 30. Hoa đây. Hoa này. Đấy, đang hoa đấy. Rồi, để ra mặt trước xem nào. Đang hoa đấy. Lại bê xuống à? Người cho thêm cây nhỏ.
lên kia cứ từ từ lên trên kia, chưa giao dịch vội đâu. Đang nghe ngóng. Bắc Ninh. Hai triệu rưỡi. Báo xong. Rẻ. Đấy, cây đại thụ này. Cái này hôm trước, đây kia hôm trước có bao nhiêu tiền nhỉ? Con này là 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Rồi cứ thế mà trở xuống thôi. Rồi ba cái tiếp khách. Sam hạt gạo này thôi. 1,5 triệu. Này cũng thế nhỉ. Rất thiên nhiên. Rất thiên nhiên. Rất thiên nhiên. Ok, để bác tiếp khách nhá. Sang bên này. Cây của Hùng Kiều đây. Sáng sủa, nhìn nước cây sáng sủa. Để trực mỗi tội chân bệ nó còn phải nuôi thôi. Nhìn nuôi được các bác. Nước ra rồi dáng dấp là tay chốt. Ok rồi. Chùn, chùn. Mốt ở chân. Mốt ở chân thì rất là chưa có gì. Chưa có gì. Không kêu đâu rồi ra báo giá cái nhỉ. Hàng đục, hàng chăn nuôi. Hàng ngoài có cái sung sung nhiều quả nhỉ, sung dáng làng nhiều quả nhỉ. Cái sung này của bố nào đây? À thế ạ. Cái sung này của bác à? Ừ. Bao tiền cái sung đấy ạ? 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Nhiều quả thuê nhỉ? Đây, tiếp tục nhiều quả. Ngon tiếp. Ừ. Đấy. Cây này mà bệ biếc mà nó ghê gớm nữa thì cũng mà thôi rồi. Đấy. Ghê đấy. Mấy cây hôm trước có bán được không bác? Bán được rồi. Thế là ngon rồi. Đấy, sung xuê chưa? Sung xuê chưa? Quá nhiều quả. Hôm trước, thế luôn. Thế đi. Quả. Quả lung lẳng chẻo. Đấy, sung rồi để nhiều mắt quả các bác thì sẽ có quả thôi. Cái này bên chân mà nó có một tí tôi múc luôn. Về làm việc cái này được không? Anh nhau này kẹt. Không, cái này nó lại nhanh lên được. Vào đồ to thì nhiều khi nó để chậm chậm chỉ. Cái đầu tháng chú nhìn này thì bảo là chợ, cả chợ này chợ. Đấy, sung này mà có 3 cái chân thì tuyệt vời nhỉ. Này một tá nữa, tất nhiên nó có lồi lồi nhưng mà nó không rõ. Giật cái ngọn nó cái, giật cái ngọn này mất lên. Được cái nhiều quả. Siêu quả. Đấy. Siêu nhiều quả. Không hiểu. Bế. Chú này của Hùng Béo ạ. Bế đi. Này, quả ngay bây giờ nhỉ. Tết chơi món này hay. Quả tiết này. Tết chắc thì còn quả. Như loại ra quanh năm. Rồi. Đừng đùa. Rồi. Tết là đừng đùa. Em bảo quả quanh năm đấy. Nó là quả quanh năm. Quả quanh năm ấy, nhưng mà ý là nó hay bị rụng thôi.
bây giờ nhá, vào Z nhá thì nó hay bị bằng này là bắt đầu là nó dụng bố nó bằng này bắt đầu là tin bằng cái đầu đúa là rơi bố nó mất rồi. Lực có mấy con thấy đẹp. Ngọt lắm. Cái này mọi người đã ok đấy. Sung đẹp. Sung đẹp. Mắt. Lùi quá nhiều quả. Có này của ai à? Không, của... Không kêu đâu nhỉ? khứa đấy chuẩn bonsai ấy. Cây đẹp và chả chịu tiếp khách gì cả. Mười tám triệu mất thôi. 18 triệu không kêu. Cây này bao nhiêu đây anh? 12, 18. Đó. Con này yêu kìa. Con này sau gầm gừ. Còn con kia đấy. Còn con kia là cái trực hay. Sạch sẽ. Con kia là cái trực sạch sẽ nhỉ. Đấy, đứt rồi. Đứt rồi. Đang lời này đem đi hại lắm. Đấy, và bây giờ ông là sờ cái là thôi. Sờ bạn là cù luôn. Chết dở đấy. Ông nào chơi đều mệt lắm. Gặp ông nào chơi đều mệt lắm, thua luôn. Đỉnh vời. Ok.